Quỳnh Phương mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Thì hôm nay Quỳnh Phương mời quý vị tiếp tục làm một cái món ngon từ cà tím đó quý vị. Món này ăn rất là hấp dẫn luôn. Đó, cà tím thì rất là thơm ngon, bổ dưỡng nữa. Thêm cái mùi nước mắm chay hấp dẫn nữa hả quý vị. Thì món này có tên là cà tím hấp nước mắm nhỉ hả quý vị. Đơn giản hấp dẫn, rất là bắt cơm luôn. Bây giờ thì Quỳnh Phương mời quý vị vào bếp để thực hiện cùng với Quỳnh Phương cái món cà tím này ha. Rồi bữa nay thì trong tủ lạnh còn trái cà tím quý vị ơi. Nó hơi héo chút xíu rồi. Đó, nhưng vẫn còn rất là ngon luôn. Bây giờ mình đi chế biến ha. Mình được mua mấy trái cà mà về mình làm liền thì nó ngon hết quý vị. Đặc biệt là cà mới hái thì ngon tuyệt rồi. Đó, nhưng mà cái này thì mình mua để tủ lạnh mấy ngày rồi nhưng mà nó vẫn còn cũng tươi lắm. Rồi mình cắt đoạn nhỏ ra, xài sắt thành những cái lá dài dài nữa quý vị. Đó, sau đó thì cà tím thì sau khi cắt xong thì mình sẽ ngâm với nước muối pha loãng quý vị. Giờ mình có cho thêm ở đây một xíu giấm nữa. Đó, rồi bây giờ mình sẽ bỏ cà tím vào. Đó, mình ngâm như vậy để cái phần mũ cà nó ra, nó không bị đen á. Miếng cà tím mình nó không bị đen á quý vị. Đó, đặng mình cho cái mũ cà, rồi bỏ cái phần mũ cà. Rồi thì mình ngâm này khoảng 5-10 phút á quý vị. Đó, giờ mình phân tách những cái miếng cà này mình cắt nó còn hơi dính dính nè. Nó tách ra. Đó, cái phần mà chúng ta cắt á, chúng ta nên để nó dưới cái mặt tiếp xúc á quý vị. Rồi tiếp theo thì quý vị chuẩn bị cho một ít củ hành tím ha. Tùy mình ăn ít hay nhiều thôi. Quỳnh Phương thì bữa nay ăn cái phần củ hành tím này hơi nhiều. Nó chạy cái cà này cũng to to chứ Quỳnh Phương làm hai mẻ. Rồi tiếp theo thì tỏi ha. Rồi tỏi thì Quỳnh Phương sử dụng cũng khoảng củ ha quý vị. Củ tỏi nhỏ thôi. Đó, những cái tép tỏi nhỏ nhỏ mà. Nhưng mà nó cũng rất là thơm. Rồi giờ mình bỏ một bên. Rồi không thể nào thiếu ớt ha. Ớt thì xài loại trái ớt to quý vị. Ớt to to nè, mình cắt ra thành những cái lát nhỏ nhỏ vậy là được. Ớt này thì không có cay không. Rồi cái phần cà tím của mình Phương đã ngâm nãy giờ cũng khoảng 5-10 phút rồi. Đó, như miếng cà tím nó trắng không bị đen lắm đâu quý vị. Nè, nếu mà vậy để ngoài thì cái phần nhựa nó rất là đen. Rồi bây giờ mình sẽ vớt cái phần cà tím này ra. Đó, vớt ra thì chúng ta đem đi rửa lại nữa hả quý vị. Rửa lại với một khoai nước gì đó. Đem để với cái vòi nước á, chúng ta rửa lại. Rồi, đem đi rửa. Đó, sau khi mà chúng ta rửa xong rồi thì mình sẽ ướp cho xíu muối nè. Một ít thôi hả quý vị, ít muối thôi. Đó, rồi mình lắc, mình để chút xíu hả quý vị. Đó, ướp chút xíu muối vô rồi chúng ta để chút xíu cho nước nó ráo nước chút xíu, hoặc là chúng ta dùng khăn giấy á, chúng ta trụng chậm cho nó ráo nước chút xíu cũng được. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt cái chảo lên, chảo chống dính nếu gì đó. Rồi cho khoảng muỗng hay muỗng dầu vô nếu gì đó, chủ yếu là mình đem cà này để mình đi áp chảo. Đó, mình đợi dầu nóng nóng lên chút xíu nha. Đó, mình chán cho nó đều cái phần dầu cái chảo này luôn. Rồi giờ Quỳnh Phương sẽ cho cà tím vào. Rồi cho hết theo cái gì. Rồi thì cứ vậy mình sẽ để mình áp chảo dưới lửa lớn. Cái này mình để lửa lớn nha quý vị. Đó, mình áp nhanh thôi. Khoảng 2 phút là được rồi. Đó, cái mặt nó vàng hết nè quý vị. Rất là mau ha. Đó, chúng ta áp chảo sơ qua một cái. Khi mà thấy nó vàng vàng như vậy hết. Đó, những cái miếng nè vàng mà nó đều hết hai mặt đó quý vị. Nó là được ha. Giờ chúng ta chịu khó chúng ta đảo một cái.
Đó, chúng ta áp chảo trước để nó không bị nát cái miếng cà của mình đó quý vị. Rồi, vàng ngon rồi. Bây giờ Quỳnh Phương gấp ra hay quý vị. À, rồi, nó vàng vàng là được hết rồi. Chủ yếu là mình áp sơ một cái. Rất là nóng quý vị. Nó còn cái màu tím cũng đẹp đẹp nữa quý vị. Cà tím này ăn rất là bổ dưỡng luôn. Rồi mình đem ra hết rồi. Đó, bây giờ thì mình sẽ ướp gia vị để bắt đầu mình đem đi hấp hết quý vị. Mình sẽ ướp khoảng một muỗng nước mắm nè. Trái cà này cũng to to nha quý vị. Rồi tiếp theo là hạt nêm. Một xíu hạt nêm ha. Nó khoảng ít hơn nửa muỗng nữa quý vị. Tiếp theo là Quỳnh Phương sẽ ướp đường. Đường được ướp khoảng nửa muỗng. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên. Nó mình trộn lên thì Quỳnh Phương để cho khoảng 10 phút. Đó, cho gia vị nó thấm vô cái phần cà này á quý vị. Rồi chúng ta trộn đều lên. Rồi. Đó, tại vì cái nồi hấp của Quỳnh Phương hơi nhỏ nên Phương sẽ đem ra cái dĩa. Để vô cái dĩa. Để vô cái dĩa để mình hấp nó dễ á quý vị. Cái tô này nó hơi bự. Cái này thì mình chia làm hai mẻ ha. Rồi mình cho cái nước ướp vào đây luôn. Đó mình khi nào ăn cái mình đem cái dĩa ra mình thưởng thức luôn là được. Rồi bây giờ ai ăn củ hành tím ít hay nhiều gì thì mình sẽ bỏ vô. Tỏi cũng vậy. Ớt cũng vậy ha quý vị. Rồi cái nồi nước thì nó đã sôi lên rồi. Nó vì bây giờ mình sẽ để vào, để cái dĩa vào để mình hấp. Đó, rồi nước sôi lên. Rồi mình hấp khoảng 10 phút đó quý vị. Để nắp lại. Rồi chúng ta hấp đến khi nào mà nó chín mềm là ngon luôn. Rồi bây giờ cho thêm xíu tiêu lên trên cho nó thơm ha. Rồi tiếp theo là Quỳnh Phương cho một cọng cọng ngò lên, nhìn cho nó bắt mắt. Vậy là cơ bản Quỳnh Phương món ngon tại nhà đã chia sẻ xong cho quý vị món cà tím hấp mắm nhỉ hay là cà tím hấp nước mắm á quý vị. Đơn giản thơm ngon hấp dẫn ha. Quỳnh Phương cảm ơn tất cả quý vị các bạn luôn ủng hộ Quỳnh Phương trong suốt thời gian qua. Nếu thích thì ấn cho mình một like, share và chia sẻ cho nhiều người xem hơn. Đặc biệt là quý cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh á, nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh Phương ha. Ấn vào cái chuông để khi có video mới thì quý cô chú anh chị có thể là người xem đầu tiên. Đăng ký hoàn toàn miễn phí ạ.